Cô chào tất cả các em học sinh khối 5. Cô tên là Nguyễn Kim Ngọc, giáo viên dạy trường tiểu học Trương Định. Hôm nay cô rất vui được dạy các con tiết tập đọc của tuần 5. Vậy các con hãy chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt, vở, bút chì và thước. Cô mong rằng các con cùng hợp tác với cô nhé. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ các con nhé. Tập đọc vừa rồi các con học bài một chuyên gia máy xúc. Để củng cố lại kiến thức, cô có một câu hỏi nhỏ để giúp cho các con nhớ bài lại nhé. Câu hỏi như sau. Nội dung ý nghĩa của bài tập đọc một chuyên gia máy xúc là: A. Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam. B. Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam thể hiện vẻ đẹp của tình hữu nghị giữa các dân tộc. C. Vẻ đẹp của tình bạn chân thành. D. Vẻ đẹp của tình hữu nghị giữa các dân tộc. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Cô nghĩ rằng vừa đưa ra câu hỏi thì các con có đáp án rồi phải không nào? Vậy đáp án chính xác nhất đó là câu B. Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam thể hiện vẻ đẹp của tình hữu nghị giữa các dân tộc. Cô khen các bạn có đáp án giống cô nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình, đây là bức tranh vẽ những ai? Các con hãy bấm nút dừng suy nghĩ trả lời. Các con có câu trả lời rồi phải không nào? Vậy các con hãy xem những suy nghĩ các con có giống với cô không nhé. Các con à, đây là một người đàn ông ngoại quốc đang bế em bé. Cụ thể hơn, người đàn ông này đến từ nước Mỹ. Các con có đoán được người đàn ông ấy chính là ai không? À, đây là chú Morrison, là một người Mỹ yêu chuộng hòa bình. Và em bé được bế trên tay là con của chú tên là Emily, mới 18 tháng tuổi mà đến trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ để làm gì các con có biết không? Các em học sinh thân mến, cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ đã gây ra làn sóng vô cùng phẫn nộ, không chỉ đối với dân ta mà đối với cả công dân yêu chuộng hòa bình của chính phủ Mỹ. Họ có những hành động chính quyền Mỹ phải trả tự do, trả lại sự hòa bình và độc lập cho miền Nam, như là tham gia biểu tình, viết các bài báo lên án hành động của Mỹ. Vậy ngày hôm nay, cô được các con tìm hiểu bài tập đọc mang tên Emily Con, để thấy được tấm gương công dân Mỹ tự thiêu đã hy sinh cả bản thân mình, đồng thời thể hiện sự lên án mạnh mẽ dù với hành động tàn bạo của chính phủ Mỹ đối với đất nước ta. Để thấy rõ hành động cao thượng của chú Morrison như thế nào, trước hết cô hướng dẫn các con tìm hiểu qua hoạt động thứ hai là phần luyện đọc. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 49 và 50. Nếu bạn nào không có sách thì các con hãy nhìn lên màn hình đọc thầm cùng cô nhé. Các con hãy chú ý nghe cô đọc. Emily Con, ngày 2 tháng 11 năm 1965, một công dân Mỹ tên là Morrison đã tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mỹ ở Việt Nam. Xúc động trước hành động của anh, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Emily Con. Bài thơ gợi lại hình ảnh Morrison bế con gái là bé Emily, 18 tháng tuổi, tới trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, nơi anh tự thiêu vì hòa bình ở Việt Nam. Emily, con đi cùng cha, sao khôn lớn, con thuộc đường khỏi lạc. Đi đâu cha? Ra bờ sông Potomac. Xem gì cha? Không, con ơi, chỉ có lầu ngủ giáp. Johnson, tội ác bay chồng chất, nhân danh ai, bay mang những B-52, những na ban hơi độc đến Việt Nam để đốt những nhà thương trường học, giết những con người chỉ biết yêu thương, giết những trẻ em chỉ biết đến trường, giết những đồng xanh bốn mùa hoa lá và giết cả những dòng sông của thơ ca nhạc họa. Emily con ơi, trời sắp tối rồi, cha không bế con về được nữa. Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa, đêm nay mẹ đến tìm con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn cho cha nhé. Và con sẽ nói giùm với mẹ, cha đi vui, xin mẹ đừng buồn.
Washington, buổi hoàng hôn, ôi những linh hồn còn mất, đã đến phút lòng ta sáng nhất, ta đốt thân ta, cho ngọn lửa sáng lòa sự thật, tố hữu. Các con à, đây là một bài thơ viết theo thể thơ tự do. Vậy chú ý khi đọc các con hãy đọc giọng cảm động, trầm lắng. Khi đó các con hãy nhấn dòng những từ ngữ và ngắt hơi cho đúng chỗ nhé. Các con vừa đọc thầm cùng cô bài thơ Emily con. Vậy bài thơ trên chia thành mấy đoạn? Các con hãy bấm nút dừng suy nghĩ trả lời. Các con có câu trả lời chứ nào? À, bài thơ trên chia thành 5 đoạn. Các con có giống cách chia đoạn cô không? Vậy các con hãy cầm bút chì chia đoạn cùng cô nhé. Đoạn 1 từ ngày 2 tháng 1 năm 1965 cho đến Việt Nam. Đoạn 2 từ Emily đến lầu ngũ giác. Đoạn 3 từ Johnson đến nhạc hòa. Đoạn thứ 4 từ Emily đến đừng buồn. Đoạn thứ 5 phần còn lại. Cô khen những bạn có cách chia đoạn giống cô. Vậy các con hãy bấm nút dừng đọc lại bài thơ trên. Để giúp các con đọc tốt bài thơ trên, thì trong bài này cô thấy có rất nhiều từ ngữ khó đọc. Vậy các con hãy bấm nút dừng liệt kê ra cho cô đi nhé. Cô nghĩ rằng có rất nhiều bạn đã liệt kê ra từ ngữ rồi phải không nào? Vậy các con hãy nhìn lên màn hình, so sánh những từ ngữ mình đã tìm có giống với cô không nhé. Thứ nhất là Bồ Tomát, Washington, Johnson, Lầu Ngũ Giác, Sáng Lòa. Cô biết rằng có rất nhiều bạn tìm từ ngữ khác nữa, nhưng các con hãy đọc phát âm một lần nữa thì các con sẽ đọc tốt nhé. Các con hãy đọc thầm theo cô. Bồ Tomát, Washington, Johnson, Lầu Ngũ Giác, Sáng Lòa. Khi đọc các con hãy lưu ý từ Bồ Tomát, lưu ý cho cô tiếng mát vần ác. Mát, Bồ Tomát. Từ Washington, lưu ý cho cô tiếng oa. Tiếng sinh lưu ý cho cô âm sờ. Washington. Từ Johnson lưu ý cho cô âm G. John. Tiếng sơn lưu ý cho cô âm S. Johnson. Lầu Ngũ Giác, các con lưu ý cho cô tiếng ngũ dấu ngã. Lầu Ngũ Giác. Từ Sáng Lòa lưu ý cho cô tiếng sáng âm S. Tiếng lò vần oa. Lòa, sáng, lòa. Vậy các con hãy đọc thầm cùng cô một lần nữa nhé. Bồ Tomát, Washington, Johnson, Lầu Ngũ Giác, Sáng Lòa. Cô khen những bạn đã tìm được những từ khó giống cô. Bây giờ các con hãy bấm nút dừng đọc lại cho cô một lần nữa. Các con à, trong bài thơ có đoạn thứ hai có những câu thơ khá dài để giúp cho các con đọc đúng và thể hiện giọng nói của người cha và người con như thế nào. Vậy các con hãy bấm nút dừng và dùng bút chì vạch nhịp cho cô đúng nhé. Kết quả của các con thế nào rồi? Vậy các con hãy nhìn lên màn hình so sánh bài làm của các con có giống cô không nhé. À, cô khen các bạn đã làm bài tốt. Bây giờ các con hãy chú ý nghe cô đọc. Emily, con đi cùng cha. Sao khôn lớn, con thuộc đường khỏi lạc. Đi đâu cha? Ra bờ sông Potomac. Xem gì cha? Không, con ơi, chỉ có lầu ngũ giác. Các con hãy bấm nút dừng đọc lại đoạn 2 của bài thơ này nhé. Hoặc ở đoạn thơ cuối có 6 câu thơ, các con hãy lưu ý cho cô 2 câu thơ đầu và 2 câu thơ cuối cô đã sử dụng dấu ngoặc. Để lưu ý cho các con khi đọc các con không hắt nghỉ hơi mà các con hãy đọc nói tiếp. Và hai câu thơ giữa có những từ in đậm, khi đọc các con hãy nhấn giọng những từ in đậm ấy để thể hiện đoạn thơ cho hay hơn. Các con hãy chú ý nghe cô đọc nhé. Washington, buổi hoàng hôn, đã đến lúc lòng ta sáng nhất, ta đốt thân ta cho ngọn lửa sáng lòa sự thật. Các con hãy bấm nút dừng đọc lại nhé. Chúng ta đến phần chú giải để giải nghĩa một số từ khó có trong bài. Thì các con hãy nhìn sách giáo khoa, các con đọc cho cô. Bạn nào không có sách thì các con hãy nhìn lên màn hình.
có những từ khó như sau: doanh sơn, Washington, nhân danh, lầu ngũ giác, B-52, Na Ban. Vậy doanh sơn là gì? Doanh sơn tức là tên của một tổng thống Mỹ làm việc từ năm 1963 đến năm 1968. Còn Washington là thủ đô của nước Mỹ. Nhân danh có nghĩa là gì các con ạ? Nhân danh có nghĩa là lấy danh nghĩa để làm một việc gì đó. Còn lầu ngũ giác B-52 Na Ban có nghĩa là thế nào? Bây giờ cô cho các con xem một số hình ảnh để hiểu rõ hơn nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình, đây là lầu ngũ giác. Lầu ngũ giác còn gọi là lầu năm góc. Đó là một tòa nhà năm góc, trụ sở, nơi làm việc của Bộ Quốc phòng Mỹ đấy các con ạ. Tiếp đến là từ B-52. Các con hãy nhìn lên màn hình, đây là hình ảnh máy bay B-52, cũng gọi là pháo đài bay, với khối lượng và kích thước vô cùng to lớn. Mỹ đã dùng máy bay B-52 này rải bom khắp miền Bắc, làm thiệt hại rất là nặng nề đấy các con ạ. Đây là hình ảnh Na Ban nè các con ạ. Na Ban hay còn gọi là hỏa tiễn, là một loại bom dùng chất xăng đặc để gây cháy bỏng. Na Ban còn gọi là thuốc độc vi trùng. Các con ạ, để thấy được hành động dũng cảm của một công dân Mỹ dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam như thế nào, thì cô hướng dẫn cho các con qua hoạt động thứ ba là tìm hiểu bài. Trước hết các con qua câu hỏi thứ nhất, cô mời các con đọc. Đọc diễn cảm khổ thơ đầu, thể hiện tâm trạng của chú Modison và bé Emily, thể hiện qua khổ thơ thứ nhất, chính là đoạn 2 mà các con vừa tìm đấy. Các con hãy bấm nút dừng, đọc diễn cảm và thể hiện tâm trạng của chú Modison và bé Emily nhé. Các con có cách đọc rồi phải không nào? Các con à, khi đọc thì các con hãy chú ý những phần vạch nhịp để ngắt nghỉ hơi cho đúng. Bên cạnh đó, các con đọc phải thể hiện được cái sự trang nghiêm và xúc động của chú Modison đã bế bé gái là Emily mới 18 tháng tuổi, mà với giọng nói hồn nhiên ngây thơ khi cha bế con đến trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ. Các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc. Emily, con đi cùng cha. Sao khôn lớn, con thuộc đường khỏi lạc. Đi đâu cha? Ra bờ sông Potomac. Xem gì cha? Không, con ơi, chỉ có lầu ngũ giác. Cô khen những bạn có cách đọc diễn cảm. Bây giờ các con hãy bấm nút dừng đọc lại cho cô đi nhé. Các con à, vậy qua câu hỏi thứ nhất, bạn nào cho cô biết ý chính của đoạn 2 nói lên gì? Các con hãy bấm nút dừng suy nghĩ trả lời. Các con à, đoạn 1 nhà thơ Tố Hữu đã giới thiệu được chú Morrison đã tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mỹ ở Việt Nam. Thì đó là xuất xứ của đoạn nhé. Vậy đoạn 2 các con có đáp án chưa nào? Vậy các con hãy nhìn lên màn hình so sánh với đáp án của cô nhé. Thì đoạn 2 nói lên sự xúc động của chú Morrison và giọng nói hồn nhiên ngây thơ của bé Emily. Cô khen các bạn đã tìm được ý chính của đoạn 2 nhé. Để biết được chú Morrison lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mỹ như thế nào, thì các con hãy nhìn lên màn hình, các con hãy đọc cho cô đoạn 3 và câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau: vì sao chú Morrison lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ? Các con hãy bấm nút dừng suy nghĩ trả lời nhé. Các con có câu trả lời chứ nào? Vậy các con hãy chú ý nghe cô giảng bài và so sánh đáp án có giống cô không nhé. Các con thấy rằng chú Morrison đã nói gì nè? Nhân danh ai? Bay mang những B-52, những Na Ban hơi độc. Vậy đến Việt Nam để làm gì các con? Để đốt bệnh viện, trường học và giết ai nữa nè? Giết những con người chỉ biết yêu thương, giết những trẻ em chỉ biết đến trường, giết những đồng xanh, giết cả những dòng sông, cảnh thiên nhiên. Như vậy các con thấy, tác giả dùng 4 lần điệp từ giết những để phơi bày tội ác dã man của bọn đế quốc Mỹ. Như vậy các con thấy rằng,
Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa phải không nào? Đem lại tai họa, những đau thương chết chóc cho người dân Việt Nam. Đó chính là lý do mà chú Morrison đã lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mỹ. Vậy câu hỏi số 2 các con hãy trả lời như sau. Vậy các con hãy nhìn lên màn hình so sánh đáp án của các con nhé. Chú Morrison đã lên án cuộc chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc Mỹ vì đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa, không nhân danh ai và vô nhân đạo. Chúng đem bom đạn đến Việt Nam để đốt bệnh viện, trường học, giết trẻ em, giết chết những cánh đồng xanh, những dòng sông, vân vân. Như vậy cô khen những bạn có đáp án giống cô nhé. Các con à, để minh chứng cho hành động vô nhân đạo của Mỹ, cô mời các con hãy quan sát những bức tranh trên màn hình. Trước mắt các con, đầu tiên đó chính là hình ảnh bệnh viện Bạch Mai bị thiêu rụi, tàn phá nặng nề trong cuộc chiến tranh ném bom miền Bắc gây ra hậu quả. Thì tiếp theo đó, đó là hình ảnh Mỹ đã tàn phá, đốt làng, đốt xóm vì họ sợ rằng đã nuôi giấu cán bộ cách mạng đấy các con. Thì cuối cùng các con hãy quan sát lên màn hình nhé. Đây là bức tranh các con thấy thật là đau thương và tội nghiệp phải không nào? Cuộc thảm sát Mỹ Lai ở Sơn Mỹ đấy các con, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Thì vào năm 1968, quân đội Hoa Kỳ đã đến giết rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Thì nhìn hình ảnh này chắc hẳn chúng ta vô cùng phẫn nộ trước cuộc chiến tranh xâm lược phải không nào? Như vậy, qua đoạn 2 của bài các con nói lên điều gì? Các con hãy bấm nút dừng suy nghĩ trả lời. Các con à, vậy ý chính của đoạn 3 nói lên là chú Morrison đã lên án tội ác của chính quyền Johnson. Các con hãy bấm dừng đọc lại nhé. Để thấy được chú Morrison từ biệt và nhắn nhủ con như thế nào, vậy các con hãy tìm hiểu qua câu hỏi số 3, đồng thời các con hãy đọc cho cô đoạn 4. Câu hỏi số 3 như sau, chú Morrison nói gì với con khi từ biệt? Vậy các con hãy đọc thầm cùng cô đoạn 4 nhé. Emily con ơi, trời sắp tối rồi, cha không bế con về được nữa. Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa, đêm nay mẹ đến tìm con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn cho cha nhé. Và con sẽ nói giùm với mẹ, cha đi vui, xin mẹ đừng buồn. Vậy các con hãy bấm nút dừng suy nghĩ trả lời nhé. Con có câu trả lời chứ nào? Cô tin chắc rằng bạn nào cũng có câu trả lời rồi phải không nào? Vậy các con nghe cô giảng nhé. Còn đáp án của các con có giống cô không? Các con à, điều thứ nhất chú đã nói gì nè? Chú nói trời sắp tối, cha không bế con về được nữa. Vậy còn điều thứ hai, chú dặn bé là khi mẹ đến, hãy ôm hôn mẹ cho cha và nói với mẹ là cha đi vui, xin mẹ đừng buồn. Tại sao chú nói cha đi vui các con à? Đó là một hành động của chú giúp cho mọi người trên thế giới nhận ra được sự thật của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Chú hy sinh bởi vì lý tưởng thật là cao đẹp. Chính vì vậy, chú muốn động viên vợ, con bớt đau buồn bởi chú ra đi với lòng thanh thản và tự nguyện. Vậy câu hỏi số 3 cô tóm ý lại. Các con hãy trả lời như sau. Vậy các con hãy nhìn lên màn hình so sánh đáp án với cô nhé. Thứ nhất là chú nói trời sắp tối, chú không bế bé Emily về được. Thứ hai là chú dặn bé khi mẹ đến, hãy ôm hôn mẹ và nói cha đi vui, xin mẹ đừng buồn. Cô khen những bạn có đáp án giống cô nhé. Vậy đoạn 4 nói lên lời nhắn nhủ của chú Morrison khi từ biệt vợ con. Các con hãy đọc lại ý chính của đoạn 4 nhé. Các em học sinh thân mến, để thấy được sự xúc động trước hành động cao thượng của chú Morrison, đã bế con gái của mình là Emily mới 18 tháng tuổi đến trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ, đó là nơi anh tự thiêu để hòa bình vì Việt Nam. Các con thấy chú hy sinh bởi một lý tưởng thật là cao đẹp phải không nào? Vậy qua những hành động của chú, các con có suy nghĩ gì về chú? Vậy các con hãy đọc cho cô đoạn cuối cùng, đồng thời đọc cho cô câu hỏi số 4.
Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Morrison? Vậy các con hãy đọc thầm cho cô đoạn cuối cùng để suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi số 4 nhé. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Các con à, để giúp cho các con trả lời câu hỏi số 4, cô cho các con chơi một trò chơi ai đúng ai sai. Các con có thích không nào? Mời các con hãy cùng đọc câu hỏi cho cô nhé. Câu hỏi như sau. Em có suy nghĩ về hành động của chú Morrison? A. Một hành động rất cao đẹp. B. Tự thiêu bản thân mình để đòi lại hòa bình cho Việt Nam. C. Người dám xả thân vì việc nghĩa. D. Một hành động rất cao đẹp, dám xả thân vì việc nghĩa, tự thiêu bản thân mình để đòi lại hòa bình cho Việt Nam. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Như vậy đáp án chính xác nhất đó là câu D. Một hành động rất cao đẹp, dám xả thân vì việc nghĩa, tự thiêu bản thân mình để đòi lại hòa bình cho Việt Nam. Như vậy đáp án chính xác đó là câu D. Cô chúc mừng các bạn có đáp án giống cô nhé. À các con à, các con thấy chú Morrison đã quyết định tự thiêu bản thân mình, mong muốn ngọn lửa mình để đốt lên thức tỉnh lương tâm nhân loại, làm cho mọi người nhận ra được sự thật về cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, tàn bạo của chính quyền Johnson ở Việt Nam, đồng thời làm cho mọi người cùng nhau hợp sức ngăn chặn lại tội ác của bọn đế quốc Mỹ. Như vậy, các con đã trả lời được câu hỏi thứ tư. Bạn nào cho cô biết đoạn cuối cùng nói lên gì? Các con hãy bấm nút dừng suy nghĩ trả lời. Các con vừa tìm hiểu đoạn 5, vậy ý chính của đoạn 5 nói lên gì? Mong ước của chú Morrison là đòi lại hòa bình cho Việt Nam. Các con hãy đọc lại cho cô ý chính của đoạn 5 nhé. Các con đã tìm hiểu được bài thơ Enemy Con. Vậy bạn nào cho cô biết bài thơ nói lên điều gì? Các con hãy bấm nút dừng suy nghĩ nhé. À, bài thơ nói lên là ca ngợi hành động dũng cảm, cao thượng của một công dân Mỹ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đó chính là nội dung của bài học chúng ta ngày hôm nay. Vậy các con hãy bấm nút dừng đọc lại cho cô nhé. Các con à, với bài thơ trên, khi đọc thì các con hãy đọc với giọng đọc thật là trầm lắng và xúc động. Thì cô thấy ở đoạn cuối cùng rất là hay, cô hướng dẫn cho các con đọc diễn cảm nhé. Thì khi đọc các con hãy chú ý nhấn giọng cho cô những từ như là sáng nhất, đốt, sáng lòa, sự thật và chú ý những chỗ mà cô đã vạch nhịp. Các con hãy ngắt nghỉ hơi cho đúng để thể hiện cái giọng đọc chậm, xúc động, gợi cảm giác thiêng liêng về một cái chết bất tử, đồng thời thấy được chú Morrison đã mong muốn ngọn lửa mình đã đốt lên sẽ thức tỉnh mọi người. Vậy các con hãy chú ý nghe cô đọc nhé. Washington, buổi hoàng hôn, ôi những linh hồn còn mất, đã đến phút lòng ta sáng nhất, ta đốt thân ta cho ngọn lửa sáng lòa sự thật. Tố hữu, các con hãy bấm nút dừng đọc lại nhé. Các bạn học sinh ơi, qua bài tập đọc Emily Con, các con có cảm nghĩ gì về chiến tranh và hòa bình? Các con hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Các con à, qua bài tập đọc trên, thì trong chúng ta ai cũng ghét chiến tranh, yêu chuộng hòa bình phải không nào? Bởi vì sự tàn phá chiến tranh quá khốc liệt, nên mọi người chúng ta cần phải trân trọng tự hào những giây phút sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Vậy các con là học sinh, phải làm gì để đền đáp lại công ơn to lớn đó? À, chúng ta phải làm gì nào? Phải ra sức học tập, chăm học, chăm ngoan, để sau này xây dựng đất nước, đưa đất nước Việt Nam ta ngày càng phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Các con hãy làm được điều đó không? Cô tin chắc rằng tất cả các con ai cũng làm được phải không nào? Cô dặn dò các con, trong bài Elimi Con các con hãy thuộc thuộc cho cô khổ thơ thứ ba và thứ tư. Và các con hãy sưu tầm cho cô những câu chuyện nói về người dũng cảm phản đối cuộc chiến tranh trên thế giới. Sau đó các con gửi qua Zalo cho các thầy cô đã dạy các con nhé. Bên cạnh đó các con nhớ đọc lại bài và trả lời câu hỏi chuẩn bị cho cô bài tập đọc tuần 6.
Tiết học của các con đến đây là hết. Cô tạm biệt các con, chúc các con chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại!